quay trở lại với kênh ẩm thực và du lịch. Hiện tại là Phương đang có mặt ở phường 12, quận Gò Vấp. Thì hôm nay đó Phương chia sẻ đến cho mọi người một cái quán bún mắm nè, rồi thì bánh canh cua nè, của một cô bán ở trên đường Phan Huy Ích á. Thì cái địa chỉ cụ thể thì mình chưa có thấy là số bao nhiêu, mà một lát nữa đây Phương sẽ chia sẻ địa chỉ đến cho mọi người sau. Còn bây giờ là Phương sẽ nói sơ về cô bán cái bún mắm ở đây, giá chỉ 30.000 thôi mọi người, nhưng mà một tô rất là nhiều, đặc biệt là rất là ngon luôn. Thì hồi giờ mình ăn bún mắm là một tô, với một tô 30.000 như vậy là rất là rẻ, cho nên là bây giờ mà Phương mới quyết định chia sẻ đến cho mọi người cùng được biết. Và có dịp đi ngang đây thì mình nên ăn thử đó, rất là đông khách luôn nha mọi người, thật sự đó. Đó, mọi người nhìn trong quán nè, đông nghẹt khách luôn. Thì bây giờ mình sẽ vào trong gặp cô chủ quán rồi cùng cô trò chuyện nha. Đó, bên trong không có chỗ ngồi luôn á. Cô chào cô. Chào con. Cô là mình bán ở đây là từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô? Dạ, 6 giờ rưỡi sáng. Bán nguyên ngày luôn hả cô? 6 giờ sáng bán đến 10 giờ rưỡi đêm. Dạ. Buổi sáng thì bán bún bò với bánh canh. Bún mắm là 11 giờ trưa mới có. Để dạ. 11 giờ trưa tới tối, tới 10 đêm luôn hả cô? Tới 10 giờ rưỡi đêm là bún mắm. Dạ. Bún mắm với bánh canh. Là một tô bún mắm là mình 30 ngàn đấy hả cô? Ở đây bán đồng giá là 30 hết rồi. Dạ. Ôi, cái nào cũng 30 ngàn hết. Đây nè mọi người, ôi ôi, nhìn một tô rất là khổng lồ chưa? Giò, chả, trứng cút, cua. Thật sự rất là rẻ đó mọi người. Này là cô túm sẵn vào bịch hết nè, chứ làm không kịp, rất là đông luôn á. Ôi, nhìn miếng, mọi người nhìn miếng heo quay nè. Đó. Đã chưa? Cô đây là mình bán ở đây lâu chưa cô? Bán từ 6 năm rồi đó con. Dạ. 6 7 năm gì rồi. Lúc nào cũng bán cả ngày. Trong tuần là cô có nghỉ ngày nào không? Không nghỉ ngày nào, lâu lâu một tháng có nghỉ một ngày mà là đuối quá có nghỉ. Dạ. Không giờ bánh canh không giờ. Tức là cô nói là khi bạn nào nó kêu rồi Phúc ơi. Bố cô nghỉ thôi. Bán khi nào đuối mới nghỉ thôi đó mọi người, chứ các ngày trong tuần đều bán hết, không có ngày không có ngày nào nghỉ hết trơn á. Cho nên là mình cứ đến ăn khung giờ nào cũng được, cô bán cả ngày luôn. Chỉ là bún mắm thì từ trưa cho tới tối mới có thôi, từ 11 giờ trưa. Còn buổi sáng thì tới chiều tối luôn, là muốn ăn gì cũng có. Ôi thật sự nhìn đứng đây màu thơm, mùi heo quay với lại cái chả nè, rất là thơm luôn. Con thấy bán đồ về quá trời rẻ luôn á cô. Ở đây cô bán bình dân, con bình dân mà cô bán đồ chất lượng đó. Dạ. Yeah. Nói chung toàn đồ tươi không á ha. Nhìn mấy nhìn cái vô cái con tôm là đủ biết rồi đó mọi người. Đi quay đồ cô cũng tự quay luôn á. Ở nhà tự quay luôn hả cô? Đúng rồi, mua heo sống quay luôn. Ôi. Mua heo sống mình quay, mình lựa miếng heo chất lượng là mình quay luôn. Anh này mọi người, này heo quay cô tự quay luôn. Cô ở nhà. Còn cái chả này mình tự làm hay mua lại cô? Chả đó thì lấy, con lấy ngoài nha trang vô. Dạ. Cái này là chả cua hả cô? Chả cua. Dạ. Này chả cua nè mọi người, này là chả cá nè, chả cá Nha Trang. Thì nói tới nhà ca chả cá Nha Trang thì chắc chắn ai cũng biết rồi á. Ôi, ôi cô nhìn nồi nước lèo của cô kìa. Cô cho con đi qua bên trong. Hai nồi bự ở dưới đó, đổ lên đây từ từ bán. Ờ. Bên này nó chật quá không có chỗ đó, cô nấu hai nồi bự nằm dưới á. Rồi bắt đầu hết cái là chăm lên. Xách thùng chăm lên. Dạ cứ chăm vô liên tục vậy ha. À, cô cho con một phút con đột nhập vô cái nồi đó nha. Đó rồi mọi người, mình xin phép cô qua cái nồi nước lèo của cô nè. Đó, cái này là nồi bánh canh cua nè mọi người, còn bên kia là bún mắm đó. Đó nồi này là nồi chảo cô chăm lên thôi, còn nấu nồi hai nồi bự, nồi cả trăm lít ở dưới á. Dạ là cả một ngày đó cô, mình có tính được là mình bán bao nhiêu cái mấy cái nồi này không? Con biết được, con bán từ đâu nấu từ đâu bán từ đó, cứ lượng khách là mình cứ mình nấu liên tục vậy đó. Dạ. Yeah. Thế khách vô là bắt đầu mình nấu liên tục vậy đó. Dạ, yeah, cứ hết thì chăm vô. Đúng chăm rồi, vô hết liên vậy ha. Bắt đầu mình nấu tiếp, hết mình nấu tiếp. Dạ. Yeah. Không ai phụ cô hết hả? Có, có bốn người đó. À, là cũng như cô đứng đây cô bán chính luôn ha. À, đúng rồi, cô với chú đứng chính. Dạ. Yeah.
bỏ vô luôn. Đông đông dữ lắm nha mọi người. Thật sự luôn, bên trong là khách ngồi chật cứng luôn á. Hiện tại bây giờ là mình 4 người bán đó hả chú? Đúng rồi. Thì 36 luôn. 4 người. Mấy này chục, mấy này chục. 5 người mà không có kịp, không có ngừng tay luôn đó mọi người nè. Ngoài trước là khách vô nữa nè. Đó. Bún mắm canh vàng. Trời ơi nhìn. Giờ là thay phiên là chú lên bán. Mình cô bán thì nói chung một người mà đứng mà làm hoài cũng không có chịu, không có xuể. Dạ. À, mọi người tô vậy có 30.000, thật sự rất là rẻ luôn á. Ở đây là cô nói là cô bán giá bình dân cho mình đó. Ở đây cô bán cô nhờ số nhiều thôi con, một cô thì là rất là ít luôn nhưng mà cô bán cô nhờ số nhiều. Dạ. Cái nhiều ở đây cô có lượng rất đông, bán cô nhờ số nhiều. Chứ mình không có tính mà chặt chém được ha. Rồi, cái này là mình bán lâu dài đó. Bán bình dân nhưng mà mình nhờ lúc khách nhiều thì cũng chạy rồi con, chịu dạ. Một chút xíu. Đó giờ là tự bưng luôn. Bút hai bọc mắm hai người. Ồ đông thiệt đó mọi người. Đây nè, đây đứng cái góc này là nhìn hết luôn nè. Trong nè, bên ngoài nè. À. Đông thiệt. Đây nè cả nhà, nhìn cái miếng heo quay á, nhìn thôi là muốn vứt nó liền á. Trời ơi nhìn nó giòn kiểu như nó giòn khấy luôn á. Mà thật sự đứng ở nãy mình đứng ở bên kia nó rất là thơm luôn. Đó, nhìn cái tủ hấp dẫn chưa? Cái này mà mình lại cái lúc mà cô tầm trưa đó, trưa là cô bán bún mắm nè, nếu mà lại ngay cái giờ trưa đầu giờ đó là nhìn cái tủ trưng bày rất là đẹp luôn. Ở đây là cô làm thêm cái món sữa chua, rồi phô mai Đà Lạt, sữa chua nếp cẩm nhà làm. Này đây là tự nhà cô làm luôn á hả? Nhìn nói chung nhìn cái tủ này nhìn thấy thèm, đứng đây là thấy thơm phức cái mùi heo quay nè mọi người. Quay đi lát nữa cô mời con ăn sữa chua nếp cẩm là ghiền luôn á. Ngon lắm, làm chất lượng ngon. Cái đó con cũng có ăn rồi nữa. Dạ. Nè mọi người, cái tủ đằng kia là sữa chua nếp cẩm của nhà cô làm luôn á. Đông ghê thiệt. Chừng nào heo quay mình bán hết mình mới sắp hả chú? Đúng rồi, bán tới đâu sắp tới đó. Dạ. Để nguyên miếng vậy đó, mình sắp ít cho mình bán hết rồi mình sắp tiếp vậy đó. Thơm quá chừng luôn. Chú sao con đứng ở phía trước con không có thấy cái địa chỉ của mình ha? Địa chỉ này là 338 Phan Huy Ích. 338 Phan Huy Ích. Đúng rồi. Phường 12 Gò Vấp. Đó mọi người, thì cái địa chỉ là chú vừa đọc á, thì cái trên đường Phan Huy Ích là số 338 Gò Vấp, phường 12 Gò Vấp, thì gần cái chùa, cái chùa này gì hả chú ha? Đây chùa Linh Sơn Hải Hội. Gần cái sát bên cái chùa Linh Sơn Hải Hội luôn đó mọi người. Nếu mà mình đi từ ở đèn xanh đèn đỏ Quang Trung chạy vô thì nằm bên tay trái. Dạ. Nhìn cái gì nó cũng tươi hết trơn á. Này là sáng mình đi ra ngoài chợ Tân Sơn này mình lấy luôn. Đúng đó rồi. Ha chú. Nói chung là mỗi trái đều trong ngày hết. Dạ. Heo quay là trưa mình bắt đầu mình bán, là sáng mình làm là trưa mình bán, tới giờ này là hết luôn trong ngày chứ không có qua. Không dạ. Qua. Nói chung là cái gì cũng chất lượng hết trơn đó. Không phải là để đồ cũ qua lại qua ngày. Này là bán tới 10 giờ xèo sợ nhiều khi ha. Không có, không có. Là bán tầm 10 giờ 10 rưỡi hay là vô chừng, nói chung là nó cũng dao động như vậy, nhưng mà hết sớm thì nó cũng thường thường hết sớm. Mình bán số lượng nhiều mà khách là liên tục. Nói chung là giờ này tới khoảng 10 rưỡi đêm là mình bán, là khách lúc nào cũng có khách hết. Dạ. Yeah.
khách là liên tục chứ không 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 ngưng. Dạ. Rai rai có lúc sao? Đông thì đông hết chỗ ngồi, mà có lúc nào cũng có khách 50 người trong quán, là lúc nào cũng có dạ. 20 người. Có khi nào mà khách mà hết chỗ ngồi mà người ta phải đứng đợi không không chú cô chú? Cũng có. Nó còn chập chập đó con. Ta ngồi chật chật, người ta ép, người ta ngồi. Nhưng mà những cái người mà khó quá thì người ta đi. Người ta đợi cho khách đi dần. Đây khách quen không à, người ta ăn cái mình bán ở đây địa điểm này lâu rồi. Khách quen là người ta cũng ok. Bánh canh có nhiều bánh, đã có khi là một ngày có người người ta ăn hai lần luôn. Dạ yeah, hả? Đúng rồi. Dạ. Hai canh đô nhiều bánh. Cũng như là buổi sáng mình sẽ nhắc lại là buổi sáng là cô bán bún bò, bánh canh cua, rồi từ 11 giờ trở đi thì có thêm cái món bún mắm ha cô. Bún mắm. Dạ. Bánh canh là bán cả ngày á. Dạ. Sáng bún bò, chiều bún mắm. Còn bánh canh bán cả ngày. Chỉ là buổi trưa thì có thêm cái bún mắm thôi, còn lại cả ngày hết. Đó, mọi người thì nói chung là mình nên ai mà có dịp đi ngang đây đó thì mình ghé mình ăn thử đi cái quán của cô chú là tên Nhất Phương, quán bún mắm Nhất Phương. Nói chung là cũng dễ tìm lắm. Từ ngoài đèn xanh đèn đỏ mà Quang Trung á mà mọi người quẹo vô thì khoảng chừng 700m là bên tay trái thấy liền à. Chính xác. Thì khoảng 700m là chính xác đó. Dạ. Bên tay trái là rồi. Dạ thôi con cũng cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú đã chia sẻ nha. Thật sự là nhìn những cái món nào nhìn cũng rất là ngon luôn nè mọi người. Đó. À, hy vọng là cái video này để chia sẻ lên cho mọi người để mình đó có đi ngang á thì ghé ăn thử đi nha. Ăn coi chừng ghiền luôn đó. Còn mới đem lên nữa nè. Cái này là mình mua cua lọc sẵn luôn á ha chú. Đúng rồi, cua đã nhập hàng từ công ty. Dạ. Nói chung rồi. Mùa nào á bán ra rồi đó. Có mùa có càng cua thì bán càng cua. Mùa hết càng cua mình bán càng ghẹ. Dạ. Thơm nó sợ luôn á. Canh vừa nãy đem về. Dạ thôi con cảm ơn cô chú nha. Cảm ơn cô chú đã chia sẻ nha. Con chúc cho cô chú bán là mỗi ngày càng ngày là càng phát triển thêm nhiều chi nhánh nữa nha. Cảm ơn con. Dạ thì đó mọi người một lần nữa thì Vương sẽ đọc lại cái địa chỉ ở đây cho mọi người là địa chỉ con lại quên. 338 Phan Quy Ích con. Dạ. Địa chỉ là 338 Phan Quy Ích phường 12 Gò Vấp nha mọi người. Đó thì mình cứ tới đây mình ăn vào cái khung giờ cô bán cả ngày đó, chỉ là từ sáng cho tới trưa thì không có bún mắm, mà từ trưa cho tới tối thì có bún mắm. Đó. Thì thôi mình cũng xin kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha.